Đây là đang đi hái rau trộm nè. Đây là trộm cắp ban ngày nè. Trộm cắp ban ngày. Còn đâu ở chợ không có đâu. Đây hôm nay mà ở chợ chỉ được một ngày, ngày hôm sau là không á. Trộm. Thôi cảm ơn đưa ra cho khác đi. Trộm cắp ban ngày. Ăn no rồi nó mắc bụng. Viền viền đấy để chỗ cắp. Rau công nhận nó. Nó xanh nó đẹp nhỉ. Rau này ăn luôn. Không có hư cái gì hết đâu. Rau để được lâu lắm. Cắt cái gì thế đấy. Không, để bây giờ rồi. Để cho cậu còn bán nó chứ. Không em cứ nhặt cái rìa này cũng được rồi chị Kiều. Thôi để em nhặt cái rìa này đi ngon hơn. Đấy, cái này nó non. Chị nhặt cái đấy đi, em cứ nhặt cái rìa này này. Cây nó to. Nó cằn cằn nó ăn nó ngon. Để cây ngon cho ta bán. Rất ít thời chứ không nó cũng hư không. Giờ ăn có hết à. Ông đấy hôm nào cái rau mà hôm qua cái rau mà ấy không? Cái rau mà cái chục ăn với lại bún không? Ăn với bún khô không? Từ cái hôm mà vui mang lên chứ. Hơn một tuần lễ. Ừ, cả mười mấy ngày rồi chứ. Mà hiện nay nhìn không ra ha. Phải không? Chứ không phải mà Hiến à? Không, đây nè, mới dẫn xe ra kìa. Giống vậy. À, bán ngoài kia đúng không? Ừ. Chứ không phải mà Hiến hả? À, hàng chi thấy sao giống y chang. Chú coi bên con này nóng. Cái nào cũng ngon. Cái này hơi già xíu. Ít thôi, nhiều quá cũng có chỗ nào đâu để. Đi chôm mà cũng chôm nhiều vậy. Thế này nhìn cũng đẹp nữa nè, đó. Nhìn nguyên cái thế rau gì mới đẹp nè. Nhìn cái luống rau nhìn nó đẹp như mơ. Rau không bị hư miếng nào.
Thôi vậy được rồi. Xin mà xin nhiều quá. Công nhận nó ngon nhỉ, nó không bị hư một miếng nào luôn nè. Nhìn nó đã không? Nhìn nó đã không? Chỉ có lẫn ít rau rau dền xin cơm.